Sân khấu Gaser xin chào tất cả các bác những người yêu đồ đính trên toàn quốc nhé. Đã lâu lắm rồi, hôm nay em mới lại được có thêm hai sản phẩm M51 về trong cái dịp mà bắt đầu chống lạnh này nhé. Tại vì thực sự những cái áo M65 hay M51 ấy, thì em vào chuyển tới đây ấy, thì thực ra cho đến kênh có những bác thì gọi, có những bác thì xem trên kênh có thì đặt, nhưng thực ra thì cái dòng M51 này ấy, thì em nói thực sự là nó không có nhiều. Không có nhiều là gì? Không có nhiều là ở cái phần mà áo nó còn đẹp nhất các bác nhá, em hoàn tuyển chọn mà, chứ không phải là không có nhiều là không có áo, mà có áo nhưng không có áo đẹp. Vì không có áo đẹp cho nên em hoàn không cầm về. Chính vì như thế những chiếc áo nó còn đạt yêu cầu từ trên 95% cho đến 98-99%, thì em hoàn cứ tuyển về nhé. Hôm nay em về được hai chiếc, thì một chiếc size Small Zekula là size to, đã có một người anh ở Hoàng Mai Hà Nội đặt rồi. Còn một chiếc này, chiếc này dành cho những bác size nhỏ vừa, X Small nhé, X Small Zekula đấy. Thì cái thằng Small Zekula thì bao giờ nó cũng nhỏ, cho nên chính vì như thế là với các bác với cái cân của mình ấy, vừa vừa nhỏ nhỏ là sẽ mặc được chiếc này nhé. Bây giờ em Hoàng sẽ đi vào chi tiết chiếc này với cùng với các bác nhé. Chiếc này nó còn 97% nhé. Em Hoàng báo là chuẩn đấy. Đây là V tay này. Đây là tay này. Đây là bộ V này. V của M51 thì các bác biết rồi, những cái bộ M51 này mà nó còn lại bây giờ thì nó sẽ rất là ít nhé. Đời này là đời 3 tem này. 3 tem. 3 tem thì nó có dòng tem rộng và dòng tem dán. Thì đây, nó là dòng tem đã vào tem vải túi trắng. Thì cái dòng này nó là dòng hất vải, nó đã chuyển giao sang đến dòng của M65, cho nên chính vì như thế nó đã được cái vạt này đã bắt đầu là hất lên. Còn bình thường là đời đầu tem rộng của nó là nó sẽ may tịt vào đây, cửa khóa đây các bạn. Em Hoàng nói rồi, những cái cửa khóa này là em tuyển rất là kỹ. Khóa Scoville còn rất đẹp nhá. Chiếc khóa này còn rất đẹp này. Chiếc áo M51 này em gọi là 97% thôi, nhưng thực ra nó sẽ hơn 97%. Size của chiếc này là Small Zekula nhá. Bây giờ em sẽ mặc thử chiếc này vào và cho các bác xem nhé. Vai của chiếc này là 47. Em cao 1m72 và em nặng 72kg. Thì chiếc này có thể nói là cũng xem xem người em, nhưng mà cái vai của em thì nó hơi to hơn một số bác một chút. Vai của em là 51, cho nên chính vì như thế nó sẽ hơi kích vai một tí. Cái này thì các bác tập vai 49 đến 50 là các bác mặc được và được chiếc này nhá. Vai 47, 48, 49 là vai của các bác sẽ mặc được chiếc này. Và chiếc này thì còn rất là đẹp đây. Các bác nhìn cái cổ của nó đây. M51 thì em cũng không có gì phải giới thiệu nữa rồi, bởi vì bản chất là của em Hoàng đưa về đây kênh là kênh tuyển chọn, cho nên chính vì như thế các bác cứ yên tâm rằng là những cái đồ của em Hoàng đưa lên đây không có nỗi nằm ở cái điểm là rách là một này. Cái rách là một này, mất cúc vỡ cúc là hai, tưa thấp gấu cổ là ba, và nhựa cây quá nhiều sơn sủng là bốn. Còn những cái đốm đốm sợi vải một chút của thời gian thì chắc chắn nó sẽ có, kể cả là những chiếc nó còn 99% nó cũng sẽ có những cái điểm như thế. Như đây các bác nhìn cho em này, nó mượt một chiều như thế này. Đây em để cho hai bên để cho các bác nhìn này. Tất cả cúc này của Scoville hết nhé, tất cả đây là đều Scoville hết này. Cúc rất đẹp nhá. M51 này thì đây các bác nhìn cái củ khóa của nó ấy. Tại vì em Hoàng thực ra là khi mà tuyển thì em Hoàng cũng đã tuyển rồi, cho nên khi đưa về đến đây thì em Hoàng nói rồi, tất cả những chiếc áo ở bên kia thì nó có những cái trường hợp như thế này. Nó có những cái tháng mà nó có những cái ngày, và có những cái ngày thì nó sẽ off,
những cái đồ ở trong các cái store. Cho nên chính vì như thế em sẽ lấy được cái giá là mềm, thì em về em sẽ đưa lên với cho anh em và mọi người đều sử dụng với cái giá mềm. Còn nếu như em lấy phải cái giá mà đến cái ngưỡng mà nó phải bị tranh đấu với cái giá cao thì khi đó em lại phải về với giá cao. Cho nên em Hoàng nói là tất cả những cái sản phẩm của em Hoàng đưa về đây đều là có chi tiết ở cái phần là gì, là đẹp trong tầm tiền và nhìn chi tiết ở trong tầm tiền của những chiếc áo hay những chiếc sản phẩm này để em đánh giá của nó. Còn những chiếc nào mà em nói là em giao lưu thì có thể em không sẽ nói không nói lỗ lãi về việc đó, bởi vì thậm chí là lỗ đến vài trăm nghìn một cái áo hay là 500-600 nghìn một cái áo em cũng không quan trọng cái việc đó nhé. Cho nên là em Hoàng đưa lên đây chủ yếu là giao lưu vui cùng với anh em mọi miền tổ quốc thôi, chứ còn mình đưa lên đây những sản phẩm thì em chỉ quan tâm là như thế này: những cái sản phẩm đưa về là phải là sản phẩm đẹp, không có lỗi nào, và nó là một trong những cái dòng có thể nói rằng là vừa mắc với em thì cũng vừa mắc với các bác nhé. Và em lấy được cái giá nó rẻ thì em sẽ mang về với các bác là giá rẻ, còn em lấy với những cái giá mà nó cao thì khi đó thì em sẽ đưa về với cái giá cao. Nhưng mà các bác yên tâm là với những cái giá cao thì em sẽ phải tuyển những cái hàng có thể nói rằng là nó còn 99%, thì em sẽ lấy với giá cao còn tầm 97 hay 96%. Chiếc này còn 97% nhé, em gọi thế thôi nhưng nó sẽ hơn đấy. Màu xanh ô liu rất đẹp, bởi vì em muốn rằng là những cái sản phẩm này khi mà các bác cầm lên tay nó sẽ hơn hẳn so với khi mà các bác nhìn ở màn hình trên điện thoại nhé. Vì em quay bằng điện thoại cùi bắp thì em chẳng chỉnh sửa gì đâu, vì nó không phải là dân chuyên nghiệp ở cái việc này, cho nên có như quay như thế nào thì em sẽ đưa lên như vậy nhé các bác nhé. Em đọc sai về chiếc này nhé, size Simon Zegula, mã chiếc này là mã 07, vai 47, tay 62, nâng 78, 60 cân cho đến 68 cân, có chiều cao từ 1m60 cho đến 1m72 là các bác mặc được chiếc này, từ 1m60 cho đến 1m72. Các bác nào thích trùng thì có thể nói rằng là 1m60-65 là các bác thì trùng được, còn vừa vặn thì có thể 1m72 hoặc 1m68 nhé. Số cân của chiếc này là 60kg cho đến 72kg là đều mặc được chiếc này nhé. Chiếc này hôm nay có giá rất đẹp với các bác nhé. Vì thực ra là em bảo rồi, em nói là em lấy được như thế nào thì em sẽ về em giao lưu cùng với các bác gọi là một chút cà phê. Cho nên chính vì thế chiếc này hôm nay là có giá 8,7 triệu nhé các bác nhé. M51 còn 9 trên 97%, không một lỗi lầm gì ở đâu nhé, từ trong ra chính ngoài, với cái giá của nó là 8,7 triệu nhé. Mã của nó là mã 07. Bác nào mà ưng được ở chiếc này thì hãy alo cho em Hoàng nhé. Mà alo cho em Hoàng thì em Hoàng nói rồi, em Hoàng sẽ alo cho em Hoàng thì sẽ có tiền cà phê, và tiếp theo em Hoàng ship trên toàn lãnh thổ Việt Nam, các bác cứ ngồi ở nhà mà nhận hàng không phải mất bất kỳ một tiền ship nào nhé. Và em cam kết tất cả những sản phẩm của em Hoàng đều là chuẩn của quân đội Mỹ cấp phát nhé. Hôm nay lên chiếc M51 ba tem thì các bác biết là nó là toàn với dòng đời ba tem, thì nó là chỉ có cái dòng cận này thì nó rơi vào tầm 58 cho đến quay đầu trở về đến 52-53 thôi. Cho nên trong cái phạm vi đấy thì các bác yên tâm là những sản phẩm của em Hoàng em nói rồi, tiền nào của nó đẹp trong tầm tiền và chuẩn của quân đội Mỹ thì nó sẽ giá của quân đội Mỹ, còn thương mại nó sẽ giá của thương mại nhé. Em Hoàng Nguyễn A xưa chúc các bác một ngày mới an lành và tràn đầy hạnh phúc.